Mẹ ơi, những năm tháng tuổi thơ ngày nào trong vòng tay yêu thương từng ngày, cho đời con bao nhiêu ngọt ngào. Giờ đây trong cơn mơ con luôn gọi mẹ, nơi bao la giữa dòng sông xanh, xin con ra trong bao cực nhọc, nuôi con khôn trong bao tình người bao la. Âu ơi, âu ơi, như dòng sông luôn trôi về biển dòng, tình yêu mẹ luôn cháy về tim. Dù thời gian cho nhiều số phận, dù cuộc đời sớm nắng chiều mưa. Âu ơi, âu ơi, như tình yêu không bờ bến nào, cho hết được tất cả tình thương, một tình yêu mẹ dành cho con cả ngàn đời mãi mãi. Là mẹ em sắp về tới rồi đó, anh ngồi chờ chút nha. Mẹ nói là khi nào anh tới thì kêu là chờ mẹ chút mẹ về liền. Nhưng mà bác đi đâu vậy em? Em cũng không biết nữa, nhưng mà tự nhiên lúc đó mẹ vội lắm. Hả? Mẹ về rồi kìa. Con chờ bác có lâu không? Dạ, dạ cũng không lâu lắm. Ngồi xuống đi con. Đây, bác có mua ít quà cho con xem có thích không? Sao bác lại mua quà tặng cho con? Bác có ý như vậy, bác muốn nhận con làm con nuôi. Nếu như con đồng ý thì bắt đầu từ ngày mai cứ gọi bác là mẹ, và Uyên Nhi sẽ là em của con. Mẹ. bác biết là con hơi bất ngờ, nhưng bác cũng đã nói chuyện này với má của con rồi, và bà cũng đã đồng ý. Má con đã đồng ý. Đúng vậy. Con à, còn món quà này xem như kỷ niệm ngày bác nhận con là con nuôi. Quả thật thì con hơi bất ngờ. Từ trước đến giờ con rất quý bác với Nhi. Con xem bác với Nhi giống như là người thân trong gia đình con vậy đó. Còn việc bác muốn nhận con làm con nuôi, con bất ngờ thiệt. Bác cho phép con về hỏi kiến má con nha. Được, bác chờ được. Con cứ về gặp má con, sau đó thì cứ lên đây trả phòng trọ và dọn đến đây ở cho tiện, nghe con. Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết trước, để con chuẩn bị tâm lý cho ảnh? Mẹ không thấy là mặt của ảnh nó sượng sùng lắm sao? Thì mẹ cũng đã chờ cho Quốc suy nghĩ mà con. Ý con nói á, tại sao mẹ không nói cho con biết, để con dò ý ảnh xem sao? Chuyện này rõ ràng là quá bất ngờ mà, còn ý ba nữa. Ba con cũng biết và cũng đã đồng ý. Nhưng mà con... Con sao? Con cũng phải tập dần cho quen đi. Sau này Quốc sẽ là anh hai của con. Mẹ nhắc lại là anh hai, hiểu chưa? Nhưng mà mẹ... Mẹ muốn nghỉ ngơi. Con thấy thì sao? Dạ, con muốn biết ý kiến của má về chuyện này như thế nào. Bởi vì chiều nay á, con mới nghe bác Phương nói, con hơi bất ngờ, con chưa dám trả lời. Nhưng mà ý con sao? Cái chính á, là con có muốn như vậy không? Dù không nhận là mẹ nuôi, nhưng từ lâu con rất quý trọng và xem bác Phương giống như là người mẹ thứ hai của con vậy đó.
Má biết không, mỗi lần mà nhìn bác Phương, con có cảm giác lạ lắm, thân tình như ruột thịt vậy đó. Còn những lúc mà bác Phương quan tâm chăm sóc cho con, thì lúc đó trong lòng con lại dậy lên một cảm giác rất là khó tả, tự nhiên mà thân thuộc. À, y chang giống như là mỗi lần mà má lo lắng chăm sóc cho con vậy đó. Má, hay là tại vì con xa nhà, xa má, cho nên con trống vắng, vì vậy mà con dễ đón nhận sự quan tâm chăm sóc của người khác. Má yên tâm đi, nếu như mà má không đồng ý, con cũng sẽ không chấp nhận đâu. Má ơi, má. Alo, alo, má có nghe con nói không? Má ơi. Nghe, má vẫn nghe nè. Thì má thấy là con nên nhận bác ấy làm mẹ nuôi đi, má thấy cũng tốt. Má cũng nghĩ vậy hả má? Thôi chuyện này để mai mốt con về quê rồi má con mình nói chuyện nhau nhiều hơn ha. Ừ. Khuya rồi, con ngủ sớm đây, má cũng ngủ đi nha. Ừ, con ngủ đi nha. Anh nghe nè. Anh chưa ngủ hả? Sao giờ này chưa ngủ mà còn gọi cho anh? Sorry anh nghe. Có phải là chuyện hôm nay làm cho anh khó xử lắm đúng không? Anh thông cảm cho mẹ em nha. Không có gì đâu em. Em cũng bất ngờ về chuyện này nè. Em không hề biết trước. Anh đâu trách gì em đâu. Anh nè, nếu như mà anh khó mở lời á thì thôi nha, để em nói với mẹ ha. Em tính nói làm sao? Thì cứ bình thường như nào giờ vậy đó. Mẹ con chi khiến cho anh ngại ngùng, còn má anh nữa thì chi. Má anh cũng... Má anh đã đồng ý. Cái gì? Cái gì? Má anh đồng ý cho anh làm con nuôi của mẹ em hả? Ừ. Trời đất ơi, hôm nay là em chán hết hai lần lận đó. Em không có nghĩ là má anh đồng ý nhanh chóng và dễ dàng như vậy đó. Anh cũng không hiểu nữa,
Má anh không hề khó chịu hay là phản đối gì cả. Má anh nói nếu như mà con thích thì con cứ đồng ý. Vậy rồi anh sẽ làm anh hai của em hả? Em không chịu hả? Không, em chưa có chuẩn bị tinh thần. Ủa sao kỳ vậy? Đáng lẽ là anh là người sốc nhất, chứ đằng này em còn sốc hơn anh nữa. Thôi, em không quen đâu. Tự nhiên cái anh trở thành anh hai của em sao được? À, anh biết rồi. Hay là nghe nói anh về nhà ở cho nên ganh tị với anh chứ gì? Không có phải. Ý của em á là khó à. Sao mà anh hai? Trời đất ơi, kêu người ta anh hai mà sao có vẻ khó nuốt quá vậy? Thôi, em muốn điên cái đầu luôn đây nè. Thôi không chọc em nữa. Anh tính là cuối tuần này anh về gặp má, rồi nói rõ với má về chuyện này. Ngủ đi, khuya rồi đó em gái. Dạ, vậy chúc anh ngủ ngon nha. Phải kêu bạn anh hai chứ. Chúc anh hai ngủ ngon, nói cho anh nghe. Xong chưa? À chị. Kêu xe tải hả? Dạ không. Đi xe tải kia cho tốn tiền. Để chuyển từ từ bằng xe ba gác được rồi chị. Ngon rồi nha. Nghe nói gặp bà má nuôi về biệt thự ở hả không? Tuổi này tốt lắm nè. Ra đường là có quý nhân phò hộ hả? Từ vậy trở đi chị là khỏi lo lắng hồi hộp cho nó nữa rồi. Dạ. Có bà má nuôi già quá cỡ. Dạ. Cũng cảm ơn chị đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua. Đâu có gì chị. Tôi cho thuê nhà, lấy tiền mà. Đâu có gì đâu. Mà nhắc tới cái vụ đó, tôi mới nhớ nè. Hình như nó hạp tuổi nhà tôi đó. Mới ở có mấy tháng à. Cái là vớ được một bà má nuôi già quá xá dọn về ở chung. Làm tôi mất mối hết à. Dạ. Thôi tôi ra keo bản cho thuê tiếp. Dạ. Chừng nào rảnh ghé thăm dì nha con. Dạ con cảm ơn dì. Đi thăm giỏi nha. Dạ. Lẹ lẹ đi con. Alo, anh hả? Ở ngoài Phan Thiết có nóng không anh? Rồi anh quay có tốt không? Dạ, em đang dọn phòng cho thằng Quốc. Dạ không, cho thằng Bảo. Em hạnh phúc và vui lắm anh à. Dạ, bây giờ nói không tiện, tối về em sẽ kể cho anh nghe. Chúc em một ngày hạnh phúc. Em cảm ơn anh. Em dừng máy nha anh. Đi xuống mở cửa nhanh lên, chắc là đến rồi. Coi chừng đó. Xong rồi má. Mời mọi người vào nhà. Dạ. Dạ. Vô má. Vào đây chị. Dạ được chị.
Vào đây con. Đó, con thấy sao? Con trai của mẹ, kể từ ngày hôm nay, căn phòng này là của con. Dạ, con cảm ơn bác. Ừ, sao lại bác? Phải là mẹ chứ. Thì chị cũng phải để từ từ, tình cảm mà. Phải để tự trong lòng đi ra, chứ gượng ép quá thì mất tự nhiên. Phải rồi, từ từ thì sẽ quen thôi, đúng không con trai của mẹ? Đây, mẹ có mua áo cho con nhiều lắm, để mẹ lấy cho con coi. Nè, mẹ sắm mấy cái áo sơ mi này cho con, để con đi làm, con sẽ thấy tự tin hơn. Có ra vát rất là nhiều ở trong tủ, con cứ việc lựa. Mỗi khi trong công ty có hội tiệc gì đó, con thắt ra vát vào thì sẽ thấy nó chỉnh chu hơn con à. Dạ. Con nhìn xem được không? Con trai của mẹ mà mặc quần áo chỉnh tề chắc là đẹp lắm đây. Dạ, dạ thưa bác. Ừ. Dạ, mẹ làm cho con ngại quá. Có gì đâu mà con ngại. Thì bà mẹ nuôi này nè, muốn mua chuộc tình cảm của con đó mà. Con cứ nhận đi, không thôi bà ta buồn. Ừ. Con nè, hôm nay con mới đến, con cứ nghỉ đi cho khỏe ha. Rồi mẹ sẽ đưa con đi mua xe gắn máy, chứ đi làm bằng xe đạp á mệt lắm. Cái chuyện này chắc chắn là không cần phải hỏi qua ý của má con rồi. Có xe máy sẽ tiện hơn là xe đạp, đỡ vất vả hơn hả chị? Ừ thì vậy đi. Ủa chị Thảo, anh Quốc đâu? Chắc là mẹ đang khoe với anh Quốc về tủ quần áo mới đó. Ơ, à, chị làm như vậy? Hả? Không, chị ngồi đó đi. Chị ngồi đó đi, không sao, không sao. Không, để chị quản gia làm. Cái chuyện này không được để cho khách bưng. Chị ngồi xuống đi, ngồi xuống. Không sao, không sao, để nó đi. Dạ, không sao đâu. Được mà. Chị Thảo, em có chuyện muốn hỏi chị. Em nghe nói là chị với anh Quốc chơi thân với nhau từ nhỏ. Chắc là chị hiểu anh Quốc lắm hả? Em thấy tính tình anh Quốc bộc trực thẳng thắn, chắc là cũng không khó hiểu đâu ha chị ha. Chị biết không, mới đầu á em có tưởng chị là con dâu của dì Tâm, là vợ hôn của anh Quốc đó chứ. Không sao, không sao, chị đừng khẩn trương vậy. Không có gì đâu. Dạ, em biết rồi. Em có nghe anh Quốc nói. Thôi, bây giờ vậy đi ha. Cả nhà mình xuống dưới ăn nha. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ăn để đãi con lắm. Mừng ngày đầu tiên con đến đây để ở chứ. Đi con. Dạ. Đi chị. Dạ. Để mẹ cất cái này. Đi xuống, đi xuống, đi. Thank you.
Thôi, cô Thảo lên nhà trên chơi đi, chuyện này để tôi mà. Cô quê Vĩnh Long hả? Nhìn cô hiền lành và đầm thắm ghê á. Cô đã có gia đình chưa? Tuổi cô ở dưới quê á cũng có hai con rồi đó. Hay cô chờ đợi ai mà không chịu mai mối vậy? Cô với cậu Quốc á, hai người có bà con gì không? Nhìn cậu Quốc á hiền lành và dễ thương ghê á. Cậu ấy qua đi chơi, không giúp tôi chuyện này cũng giúp tôi chuyện khác à. Nhìn cô với cậu Quốc giống tính nhau y chang à. Giờ được ăn một bữa cơm nào mà gây cấn như kịch tính hôm nay đó. Em hay quá ha. Ở đó còn ngồi để giỡn nữa. Anh được cưng quá là còn gì. Trời ơi, mẹ nuôi thì gấp ăn liên tục luôn. Anh ăn không kịp thở. Còn mẹ ruột thì ngồi đó ganh tị ra mặt luôn á. Anh, em nghĩ á, nếu như hai bà mẹ này á mà ở chung nhà chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra dài luôn á. Thôi, cho anh xin đi. Đừng đem chuyện này ra đùa giỡn được không? Anh đang lo muốn chết đi nè. Mà anh có thấy mẹ của em á cố tình làm quá chuyện ra để mà chọc giận mẹ của anh không? Mặt gì tâm á hả, sự thấy rõ luôn á. Thấy sao không thấy? Tình hình căng thẳng như thế này chắc là anh tránh không cho xảy ra lần thứ hai đâu. Ai biểu? Biểu gì? Trời ơi, dọn nhà còn rủ Thảo với gì Tâm lên chi? Anh rủ bao giờ? Trời ơi, mới sáng sớm ra thấy hai người đứng ngay thềm á, anh còn bất ngờ đừng nói chi. Mà sướng quá còn gì. Được má quan tâm nè nha, còn có vụ hôn thê lo lắng nữa. Ý em nói là Thảo hả? Anh đã nói là không phải rồi mà. Cái miệng á thì nó quan không có gì không có gì, nhưng mà nhìn cách Thảo quan tâm lo lắng cho anh á, ai mà tin được. Em có thôi đi không? Nếu đúng vậy thì sao? Chuyện đó thì liên quan gì tới em? Thì đâu có liên quan gì tới em đâu. Đi ghét. Nghĩ nói chuyện này luôn đi. Ủa, không liên quan sao mà mặt biết xị vậy hả cô ba? Cô ba gì cô ba? Thì em gọi anh là anh hai, thì anh phải gọi em là cô ba. Em gọi anh hai hồi nào? Em không gọi anh hai là anh hai hả? Được rồi, anh sẽ mét mẹ cho mà xem. Mẹ ơi, Quyên Nhi không chịu gọi con là anh. Giỡn gì không vui gì hết. Vui. Cô ba. Chị à, tôi nhượng bộ cho chị. Cái chuyện mà nhận làm mẹ nuôi con nuôi á là tại vì tôi thông cảm cho hoàn cảnh của chị, chứ không phải là để chị muốn làm gì thì chị làm. Chị sao vậy? Chị làm cái gì á thì chị tự biết. Chị nên tự chủ lại đi, cư xử sao cho vừa phải. Làm quá giống như diễn kịch vậy đó. Tại sao chị lại nói là diễn kịch chứ? Mẹ lo cho con trai thì có gì là sai đâu. Nhưng mà trong mắt mọi người, chị chỉ là mẹ nuôi của nó thôi. Còn nữa, hai ngày cuối tuần á, chị phải cho nó về quê thăm tôi. Tôi không muốn có người nào phải làm áp lực hay là kiếm cách để cản trở không cho nó về quê thăm mẹ của nó. Chị à, tôi làm gì cản trở con chứ. Về hay không, đó là quyền tự do của nó thôi mà. Chưa hết đâu. Chị đừng mua xe máy cho nó. Chị làm như vậy là tập cho nó hư đó. Chị sao vậy? Con nó cực khổ suốt cả ngày, trời nắng nôi như vậy mà nó phải đạp xe đạp suốt một quãng đường xa, rồi tối về mệt mỏi vậy mà cũng phải đạp xe đạp về. Chị không thấy thương con hay sao? Ủa, chứ nếu mà gia đình không có điều kiện thì làm sao? Ví dụ như trước đây đó, Đạo đâu ra tiền mua xe máy cho nó chứ? Thì bây giờ có điều kiện mình phải lo cho con đầy đủ chứ. Chị phải thấy xót xa khi con nó không được đầy đủ như vậy chứ.
thì chị làm cái gì phải từ từ. Làm gì mà chị làm tới tấp vậy? Chị biết không, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi lo được cho con. Bộ chị không thấy thằng Quốc nó cũng đang rất vui hay sao? Không thấy. Tôi chỉ thấy là chị nên cẩn thận với mối quan hệ giữa con Nhi với thằng Quốc. Xét ra thì tụi nó là anh em ruột cùng mẹ khác cha. Lỡ mà xảy ra chuyện gì á thì... Chị nói gì vậy? Tôi thấy là hình như là con Nhi đối với thằng Quốc á không phải là bình thường, mà giống như là tình cảm trai gái vậy đó. Chị phải lưu ý ngăn chặn tụi nó lại khi mà tụi nó chưa biết rõ sự thật. Con đi đâu về vậy? Con đi mua quà cho anh Quốc. Tại hồi sáng con chưa có kịp mua cho ảnh. Rồi con mua gì cho anh hai con? Bí mật. Em gái mua quà cho anh hai, tại sao phải bí mật chứ? Sao mẹ giống như anh Quốc quá à? Một tiếng của anh hai, hai tiếng của anh hai. Thì bây giờ mẹ đã nhận Quốc là con nuôi, con phải gọi là anh hai chứ sao? Thì là anh Thức thôi, chứ anh Quốc có phải là anh Bảo đâu. Mọi người làm con khó xử quá. Con về phòng đây. Sao vậy? Có chuyện gì mà mặt mày con gái bí xị vậy? Chuyện con nói lắm anh à. Chuyện có chắc là như vậy không? Anh cũng biết tính của con gái mình rồi. Có bao giờ nó chịu tâm sự chuyện riêng tư với mẹ của nó đâu. Em chỉ sợ lửa gần rơm. Còn Quốc đối với Huyền Nhi như thế nào? Cách xử sự rất tự nhiên anh à. Dường như nó coi Nhi như là em của nó vậy. Nếu câu chuyện chuyển hướng như vậy thì người lớn phải can thiệp trước thôi. Dứt khoát là không để chuyện trái đạo lý này xảy ra. Chỉ có một cách là cách tụi nó ra thôi. Nhưng em mới vừa nhận được con, anh hiểu em phải làm sao đây? Anh hiểu. Từ từ mình tìm cách nào đó cho vẹn toàn nghe. Em thật là rối trí. Lúc đầu nhận được con em rất là vui mừng, không nghĩ là chuyện phức tạp rắc rối này có thể xảy ra. Mà nghĩ cũng phải anh à, chắc có lẽ em phải dập tắt lửa trước khi nó cháy lan. Thank you.
cậu cho tôi một lời giải thích. Chuyện này là sao? Sao hình ảnh lại copy gần giống với mẫu thiết kế của chúng ta? Chẳng những như vậy, mà chiến dịch quảng cáo của họ sắp tung ra là cuối tháng, hầu như là bê nguyên si ý tưởng phòng chúng ta vừa mới thực hiện. Như vậy là sao chép là bắt chước? Họ đã vi phạm bản quyền sáng tạo rồi. Cậu lấy cái gì là bằng chứng là họ sao chép và ăn cắp, trong khi sản phẩm của họ tung lên tất cả các thông tin đại chúng trước chúng ta? Họ có thể kiện ngược lại chúng ta là ăn cắp ý tưởng của họ. Cậu có hiểu vấn đề không vậy? Sao họ lại ngang ngược đến như vậy? Tại sao lại không thể? Điều này ai cũng biết, ai cũng thấy. Thật là không hiểu nổi. Như vậy là công sức anh em của chúng ta mấy tháng nay đổ sông đổ biển hết à? Trước mắt thì công ty của chúng ta sẽ bị khách hàng đòi bồi thường vì đã vi phạm hợp đồng bảo mật trước giờ rê tung ra sản phẩm. Và chắc tất cả mọi người ai cũng đều nhớ, trước khi thực hiện show quảng cáo này, ai cũng đều có ký một cái hợp đồng có điều khoản bảo mật thông tin về sản phẩm. Vậy là trong ekip thực hiện có kẻ đã tiết lộ thông tin ra ngoài để hưởng lợi riêng. Chúng ta phải tìm ra được kẻ nào đã bán rẻ danh dự công ty như vậy. Không lẽ vì một cá nhân nào đó mà kéo theo cả công ty mình phải chết chùm như vậy hay sao? Đúng rồi đó. Rõ ràng trong nhóm chúng ta có nội gián, kẻ đã tiết lộ thông tin cho đối thủ làm liên lụy anh em, phải tri ra cho bằng được. Tất cả các bạn cứ bình tĩnh. Đây chính là việc chúng ta cần phải làm. Không ai mà không bức xúc khi rơi vào trường hợp tiểu nhân như vậy. Tất cả chúng ta cần phải tìm ra thủ phạm đã bán đứng anh em vậy. Thật ra anh em trong nhóm chỉ có vài người thôi, nghi kỵ với nhau như vậy sẽ gây ra sự bất ổn và mất đoàn kết. Chuyện rò rỉ từ đâu chúng ta vẫn chưa biết. Tại sao lại khẳng định từ nhóm của chúng ta ra? Anh em ai ai cũng đã cố gắng hết sức, dồn hết tâm huyết vô chiến dịch lần này, hết lòng vì uy tín của công ty, cớ gì lại hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy? Bởi vậy, có kẻ đã hám lợi, cướp đi mồ hôi công sức của anh em. Cái kẻ đó mới là kẻ đáng chết. Tôi mà biết được ai hả, tôi sẽ sống chết với nó. Nhưng mà làm sao để chứng minh ra được, để minh oan cho nhóm mình là không có đây nè. Chuyện này hội đồng quản trị sẽ xử lý tới nơi đến chốn, chắc chắn là không thể nào bỏ qua. Và bên khách hàng rất là căng và đòi chúng ta phải bồi thường với số tiền hàng chục tỷ. Con à, suy nghĩ gì vậy? Con ăn nhanh như vậy dễ đau bao tử lắm. Anh ăn xong đi, rồi tụi mình đi xem phim ha. Em vừa truy lùng ra mấy đĩa phim hay lắm nha. Truy tìm hung thủ một mắt, anh nghe cái tên hấp dẫn chưa? Trong công ty có chuyện gì sao con? Vừa rồi công ty giao cho nhóm tụi con một số quảng cáo cho sản phẩm mới. Gần một tháng nay, nhóm anh em tụi con mất ăn mất ngủ để tập trung để nghĩ ra các mẫu thiết kế cho sản phẩm mới này. Khách hàng diệt mẫu rất là ok. Tụi con đang đếm ngược từng ngày để chờ ngày tung ra chiến dịch sản phẩm mới này. Không ngờ bên đối thủ đã nắm được thông tin này và ra tay trước. Chết người làm mẫu sản phẩm mới của họ sao chép y chang mẫu sản phẩm mới của mình, khiến cho chiến dịch tung ra sản phẩm mới của công ty BB&I phá sản hoàn toàn. Điều này đã gây sút giảm và mất uy tín của công ty, và còn phải đền hợp đồng nữa. Nghiêm trọng vậy sao con? Dạ. Vậy là chắc chắn trong công ty có kẻ tay trong đã bán tài liệu cho công ty đối thủ để mà trục lợi rồi. Đúng là như vậy. Vậy anh có nghi ngờ ai trong nhóm làm không? Nghi ngờ ai hả? Anh thấy trong nhóm chả ai có khả nghi cả.
Bởi vì tất cả anh em đều tập trung mất ăn mất ngủ để cho ra sản phẩm mới này mà. Sông sâu còn có kẻ dò, khó ai lấy thước mà đo lòng người. Con à, có nhiều khi vì hoàn cảnh đẩy đưa buộc họ phải làm như vậy thôi. Làm sao mà đoán được hả con? Vậy bây giờ anh tính làm sao? Đâu biết tính làm sao. Công ty đang điều tra xem ai là thủ phạm. Nhưng mà thật tình, cả nhóm làm chung bấy lâu nay, con thấy đâu có ai xảo trá đâu. Thôi, các con ăn cơm nhanh đi. Đừng ngồi đó mà đoán già đoán non nữa. Ăn đi con. Cả hộp thư của anh em thì phải được kiểm tra. Đúng là cháy nhà mới lòi ra mặt chuột. Thì ra anh là thủ phạm chính của vụ tài trời này đó hả? Email đính kèm tập tin này sao lại gửi từ địa chỉ mail của mình chứ? Anh vẫn còn đóng kịch giả ngây thơ được à? Lá thư này được gửi đích danh cho nhân viên phòng quảng cáo của công ty đối thủ. Thực sự điều này ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi có thể khẳng định với tất cả mọi người rằng tôi không giao dịch bất cứ thứ gì với công ty đó. Rõ ràng là có sự nhầm lẫn. Mọi người phải nghe tôi giải thích chứ. Vậy là cậu đang phủ nhận việc gặp nhân viên của công ty quảng cáo đối thủ à? Chắc chắn. Vậy cậu giải thích giùm tôi sắp hình này đi. Đó, nhân viên thiết kế công ty của đối thủ đó. Đúng rồi, đâu ai xa lạ gì mặt của hắn. Quốc, tôi tạm thời thì anh bị đình chỉ công việc để chờ kết luận của ban giám đốc về hình thức kỷ luật. Việc của anh gây ra bây giờ rất là nghiêm trọng và làm cho công ty thiệt hại lớn về uy tín cũng như là về tài chính.
cội nguồn nơi tình